Xin chào anh em đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Lại là em gái Mọt Tini đây. Nhắc đến game kinh dị thì không thể phủ nhận đó chính là yếu tố tạo nên màu sắc của kênh Mọt. Và năm 2023 đã đi qua được hơn một nửa rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tựa game kinh dị sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới. Trước khi bắt đầu thì đừng quên cho Mọt một like, share cũng như là subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình. The Texas Chainsaw Massacre, ngày 18 tháng 8 năm 2023. Nổi tiếng với hình ảnh tên sát nhân Leatherface có sở thích dùng da người làm mặt nạ, The Texas Chainsaw Massacre chắc chắn sẽ là cái tên tiêu biểu gần như tín đồ kinh dị nào cũng biết. Và ngày 18 tháng 8 sắp tới, tựa game The Texas Chainsaw Massacre phỏng theo bộ phim kinh dị nổi tiếng cùng tên sẽ được phát hành dưới sự hợp tác của Sumo Nottingham và Gun Interactive. Theo mô tả thì đây sẽ là một tựa game co-op cho phép người chơi PvP với nhau để tìm đường thoát. Đấy là nói lời hoa mỹ, còn nói trắng ra thì gameplay của The Texas Chainsaw Massacre sẽ giống như Dead by Daylight hay Friday the 13th, nhưng bối cảnh sẽ được đặt ở vùng Texas những năm 1974. Nếu thích theo loại game sát nhân cầm dao đuổi tục quần thì các bạn đừng quên cho tựa game này vào wishlist trên Steam nha. Frost Solace, ngày 22 tháng 8 năm 2023. Với thể loại kinh dị khoa học viễn tưởng, chúng ta sẽ đến với Force Solace, một tựa game phiêu lưu kinh dị lấy đề tài khoa học ngoài hành tinh sẽ ra mắt vào ngày 22 tháng 8 sắp tới của nhà Fallen Leaf và Black Tracker Games. Nhà phát hành hứa hẹn Force Solace sẽ mang đến cho người chơi một trải nghiệm điện ảnh độc nhất vô nhị như những loạt phim mãn nhãn trên Netflix. Trong trò chơi, chúng ta sẽ vào vai Jack, một nhân viên nhận được cuộc gọi báo động khác thường từ cơ sở khai thác Force Solace nằm trên vùng đất cằn cỗi. Cơn bão ập đến cắt đứt mọi liên lạc của Jack với thế giới bên ngoài, buộc anh phải một mình vật lộn ở nơi hoang vắng, tìm cách liên lạc với những người khác trong tuyệt vọng. Và khi màn đêm dần bao phủ Force Solace, những sự việc bí ẩn sẽ dần trồi lên khỏi mặt đất và xâm chiếm Jack. Nếu là một người yêu thích thể loại khoa học viễn tưởng với những tên quái vật ngoài tinh đáng sợ, bạn chắc chắn không nên bỏ qua Force Solace với những hứa hẹn hấp dẫn từ nhà sản xuất. Còn mà game có được như quảng cáo hay không thì chúng ta cùng nhau bóc phốt sau nha. Daymare 1994 Sandcastle, ngày 30 tháng 8 năm 2023. Là tiền truyện của tựa game kinh dị Daymare 1998 từ được giới chuyên môn đánh giá cao, Daymare 1994 Sandcastle là sự trở lại của Invader Studio với dòng game kinh dị nhập vai. Vào vai đặc vụ Delilah Reyes, cựu điệp viên của chính phủ và hiện đang làm việc cho đơn vị Hades, ta sẽ tiến vào trung tâm nghiên cứu thử nghiệm tiên tiến nhất Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và hiển nhiên theo logic của một tựa game kinh dị, chào đón chúng ta chắc chắn sẽ không phải là một em gái xinh tươi mà là những con quái vật gớm ghiếc nằm chờ thời trong trung tâm nghiên cứu quân sự. Và phải làm gì thì bạn biết rồi đó. Hiện tại, trò chơi đã chính thức thông báo sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 8 trên Steam. Nên nếu đã chán với việc vật lộn với quái vật ngoài vũ trụ thì tại sao chúng ta không đổi gió sang bêm nhau trong phòng thí nghiệm nhỉ? Alan Wake 2, ngày 17 tháng 10 năm 2023. Kết thúc tháng 8, ta sẽ qua tháng 10 với sự trở lại của Alan Wake nhà Remedy Entertainment với một phiên bản nâng cấp hơn vào ngày 17 tháng 10. Vào vai Alan Wake, một tiểu thuyết gia kinh dị sở hữu các tác phẩm bán siêu chạy, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong một thế giới suốt 13 năm. Để trốn thoát khỏi thế giới quái dị đó, Alan sẽ phải cố gắng trốn thoát bằng cách viết ra một câu chuyện kinh dị liên quan đến đặc vụ FBI Saga Andersons. Và chuyện gì sẽ chờ đợi chúng ta cũng như Alan ở phía trước? Tôi không biết nữa. Nhưng muốn biết câu chuyện thì chúng ta hẹn nhau vào ngày 17 tháng 10 nha. Và hy vọng tới lúc đó mà tôi vẫn còn tiền để mua game. Alone in the Dark, ngày 25 tháng 10 năm 2023. Nếu là game thủ lâu năm, chắc chắn các bạn cũng đã từng nghe qua cái tên Alone in the Dark, một trong những series game khá nổi tiếng từ cái thời đồ họa pixel vẫn còn chiếm lĩnh thị trường. Quay trở lại với một diện mạo được trau chuốt hơn, Alone in the Dark cho phép chúng ta nhập vai vào một trong hai nhân vật, đó là Edward Canby và Emily Hartwood, bước trên hành trình khám phá những sự thật ám ảnh của trang viên The Citadel. Và sau một thời gian chờ đợi, Pieces Interactive đã cho chúng ta một cái hẹn chính thức vào ngày 25 tháng 10 trên Steam. Theo đánh giá cá nhân của mọi tôi thì tựa game này sẽ thích hợp cho những bạn đang tìm kiếm một tựa game kinh dị theo hướng tâm lý cổ điển châu Âu cũ. Đương nhiên đã nằm trong danh sách của ngày hôm nay thì Alone in the Dark chắc chắn không phải là một tựa game trinh thám thông thường. Xét lại với đó còn là bầu không khí cực kỳ dark theo style gothic đen tối. Liệu bạn muốn trải nghiệm nó hay không? Paranoid, tháng 10 năm 2023. Dự kiến ra mắt vào tháng 10 nhưng chưa có thời gian cụ thể, Paranoid xoay quanh nhân vật chính Patrick Carman, 31 tuổi, mất cả gia đình trong một sự kiện bí ẩn. Mất mát to lớn đó đã làm phá vỡ phòng ngự tâm lý của Patrick, khiến cho anh giam cầm em gái, người duy nhất còn sống và vừa trở về sau 10 năm mất tích. Liệu Patrick sẽ phải đối diện với mọi chuyện như thế nào?
tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau mất người thân hay sẽ mạnh mẽ tìm kiếm chân lý sự thật? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào tháng 10 khi tựa game chính thức ra mắt nhé. Stalker 2 Heart of Chernobyl tháng 12 năm 2023. Kết thúc danh sách những tựa game có ngày ra mắt cụ thể, chúng ta sẽ đến với Stalker 2 Heart of Chernobyl, một tựa game kinh dị sinh tồn bắn súng góc nhìn thứ nhất của studio làm game GSC Game World đến từ Ukraine. Sau nhiều năm bị hoãn lại do các tác động từ môi trường, đặc biệt là chiến tranh giữa Anh gấu và Uka, tựa game tiếp nối phần 1 mang tên Call of Pripyat từng được phát hành vào năm 2009, cuối cùng cũng đã được trình làng, hứa hẹn sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay. Theo giới thiệu từ nhà phát hành, trò chơi sẽ được đặt bối cảnh ở Chernobyl, một nơi đã từng bị thay đổi khá nhiều từ sau vụ nổ lớn năm 2006. Những dị nhân bạo lực bắt đầu vung dậy và những sự kiện dị thường cũng kéo theo hàng loạt những người qua đời, biến nó trở thành một khu vực chết. Tuy nhiên, những thứ có giá trị ở đây vẫn cực kỳ thu hút những người đặc biệt gọi là Stalker tiến vào, mạo hiểm cả mạng sống để thu về lợi nhuận. Nghe có vẻ thú vị đúng không? Cá nhân bọn tôi thì không quá hứng thú với thể loại khoa học viễn tưởng, nhưng mà bọn tôi nghĩ mình sẽ cho Stalker một vé vào wishlist của mình. Stray Souls năm 2023. Cái tên tiếp theo trong danh sách những tựa game mà tôi nhất định sẽ chơi đó chính là Stray Souls của Jukai Studio, đặt bối cảnh ở thị trấn nhỏ Aspen Falls, nổi tiếng với lời nguyền độc ác đang nuốt chửng nó. Chúng ta sẽ vào vai Daniel, một thanh niên bình thường bỗng nhiên nhận được tin bà mình qua đời và cô ta được thừa kế cả một căn nhà rộng lớn nơi này. Với sự tò mò của mình, Daniel đã đến đây và chạm mặt với một người phụ nữ bí ẩn, rồi lại được bà ta tiết lộ thêm những bí mật chưa được bật mí về quá khứ của mình. Khác với những tựa game khác là bạn phải chọn giữa chiến đấu hoặc là chạy, bạn có thể chọn cả hai khi trải nghiệm Stray Souls. Đi kèm với cơ chế chiến đấu độc lạ, nhà phát hành còn hứa hẹn sẽ đưa vào trò chơi những câu đố hóc búa để hack não game thủ. Và dù chưa biết ngày ra mắt chính thức, nhưng mà mọi tôi nghĩ Stray Souls sẽ là một cái tên thú vị mà bạn có thể tham khảo để giải sầu trong tương lai đó. Nassin, quý 1 năm 2024. Tạm khép lại những cái tên tiêu biểu của năm 2023, thì vào quý 1 năm sau, tức là đầu năm 2024, chúng ta sẽ đến với một cái tên thú vị không kém, đó chính là Nassin của Dream Painter Software. Trong Nassin, chúng ta sẽ được quay về với khung cảnh thanh bình của miền quê nước Pháp, nhưng ẩn sau điều đó là câu chuyện về hỏa thiêu, những người phụ nữ được cho là phù thủy vào thời Trung Cổ. Trong vai Thomas, bạn sẽ phải tìm tro cốt của một cô gái tên là Anna, nạn nhân của những cuộc sao phù thủy trong quá khứ tại ngôi làng Rulunate. Và đương nhiên, để làm nền cho điều đó, ta không thể thiếu một giáo phái cuồng tín đóng vai phản diện rồi. Bên trong ngôi làng Rulunate, đám người bệnh hoạn đấy vẫn đang tồn tại, rình rập, phán xét và trừng phạt những cô gái họ cho là phù thủy. Khi bức màn bí ẩn dần dần hiện lên, Thomas sẽ phải làm mọi cách để chấm dứt sự cuồng tín thái quá ấy một lần và mãi mãi. Tà giáo, phù thủy, hiến tế chắc chắn là một tổ hợp cực kỳ quen thuộc nhưng luôn khiến cho chúng ta tò mò. Nên chắc chắn dù có móc hết tiền trong ví mà tôi cũng sẽ nhất định mua tựa game này. Còn các bạn thì sao? Silent Hill S. Đúng rồi, đúng như vậy, bạn không nghe làm đâu. Cái tên tiếp theo mà mọi tôi muốn nhắc đến đó chính là nhà Silent Hill nổi tiếng Silent Hill S. Nhưng dù cùng cái tên thì S lại không giống một trò chơi thuộc nhà Silent Hill. Thay vào đó, nó lại mang nhiều hơi hướng của Fatal Frame với bối cảnh Nhật Bản lạ mắt. Xa rời châu Âu tăm tối, Silent Hill F sẽ đưa chúng ta đến với đất nước hoa anh đào với màu sắc tươi sáng nhưng lại đồng thời không kém phần u ám. Những bối cảnh truyền thống Nhật Bản được nhà phát hành khắc họa một cách triệt để và có vẻ như không còn đi theo lối mòn của đám quái vật được tạo ra từ thí nghiệm nữa. Silent Hill F sẽ cho chúng ta đến với những con quái vật trong truyền thuyết Nhật. À thì cái đó mà tôi chém gió thôi, chứ tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ biết là nếu Silent Hill F ra mắt thì mà tôi sẽ làm một loạt video về tựa game này, bởi vì tôi chết mê theo loại kinh dị gắn liền với truyền thống thế này. Paranormal Tales. Một cái tên khác đến từ nhà Digital Cyber Cherries, Paranormal Tales cũng là một cái tên tiêu biểu mà bọn tôi nghĩ bạn có thể tham khảo ngày hôm nay. Đặc biệt hơn là những cái tên tôi kể trên, Paranormal Tales được xây dựng theo hướng found footage với góc nhìn thứ nhất, thông qua camera điện thoại và camera VHS. Để so sánh thì mà tôi nghĩ Paranormal Tales sẽ mang lại cho chúng ta trải nghiệm như đang xem một cuộn phim tài liệu hơn là so với một tựa game. Và trải nghiệm chân thật ấy chắc chắn sẽ làm hài lòng không ít game thủ là tín đồ của thể loại found footage. Dù sao thì cũng lâu rồi mà tôi chưa thấy tựa game nào thú vị thuộc thể loại này cả. Tuy chưa có ngày ra mắt chính thức, nhưng nhà phát triển của tựa game đã hứa hẹn sẽ cho chúng ta trải nghiệm Paranormal Tales. Nên là cứ chờ thôi nha. Round Us. Hey, chà chà, có thể nói Silent Hill và Resident Evil gần như là tượng đài của làng game kinh dị. Và cũng chính vì lẽ đó, có không ít tựa game đã quyết định ăn theo hoặc là lấy cảm hứng từ hai tựa game này.
và Round Us của nhà Delusional Studio là một trong số đó. Tựa game này được giới thiệu là một hành trình sinh tồn và khám phá thế giới vặn vẹo tại thị trấn Lowell, nơi chất đầy những thê thỉ đang trên đà phân hủy. Chính tại nơi này, nhân vật chính Isaac đã đánh mất con trai, nhưng rồi sau bao năm lưu lạc, anh vẫn quyết định quay về chốn cũ khi nghe tin đồn về sự xuất hiện bí ẩn của người con đã mất. Tuy nhiên, quê hương anh giờ đã thay đổi, bị bom đạn, nơi này giống như mắc phải căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, lụi tàn và thối nát. Isaac sẽ phải trải qua những gì ở Lowell và liệu căn bệnh mà Lowell mắc phải có liên quan gì đến sự xuất hiện của đứa con trai đã mất của Isaac hay không? Hãy chờ đến khi tựa game ra mắt để biết thêm chi tiết nhé. Silent Hill 2 Remake. Quái vật đầu tam giác, một trong những con boss nổi tiếng của tuổi thơ, sẽ chính thức hồi sinh trong bản làm lại của Silent Hill 2. Những lúc nhỏ, dù trải nghiệm game với đồ họa của năm 2000 hồi đó thôi là cũng đủ ráng lắm rồi. Thì bây giờ không biết bản làm lại còn đưa chúng ta đến với những khung bậc cảm xúc gì nữa nhỉ? Bạn có tò mò không? Còn tôi thì có đó. Thông qua bản trailer được nhà phát hành công bố vào cuối năm 2022, mà tôi thấy bầu không khí rùng rợn vốn có của ngọn đồi câm lặng vẫn được giữ nguyên chứ không hề có sự thay đổi. Đồ họa cũng được trau chuốt hơn trước. Chỉ là với sự thành công vang dội của Resident Evil 4 Remake, chúng ta sẽ vô thức đặt nhiều kỳ vọng hơn vào Silent Hill, trông chờ một sự trỗi dậy mạnh mẽ của tượng đài kinh dị một thời này. Vậy nên, thách thức đặt ra cho bản làm lại của Silent Hill 2 chắc chắn sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. Yo. Một cái tên khác là mọi tôi khá chú ý là Yo của Team Cloud. Thật ra, thứ làm mọi tôi va phải ánh nhìn đầu tiên với Yo không phải là tựa game này sở hữu đồ họa đỉnh cao, cốt truyện phong phú, mà là tên nó ngắn ghê, đỡ đau tai. Joy. Tôi đùa đó. Theo logic tự chế của mọi tôi thì game nào có tên ngắn thì luôn auto hay, đúng nhận sai cấm cãi. Nhà sản xuất giới thiệu Yo là tựa game kinh dị góc nhìn thứ nhất, lấy bối cảnh ở một thị trấn nhỏ đầy bí ẩn, nơi những người dân mắc căn bệnh làm họ khát máu đến phát điên. Ai chà, nghe thì có vẻ con game này cũng không có gì đặc biệt hơn những tựa game khác. Nhưng nhà sản xuất cũng hé lộ rằng nó sẽ là tổ hợp của một đống thứ làm cho bạn đau dạ dày bỏ cơm nếu bạn không phải là một người quá hảo game kinh dị. Nên dù là chưa có nhiều thông tin, nhưng nghe kinh dị tới mức bỏ cơm thôi cũng đủ để hóng rồi đúng không? Slitherhead. Rồi rồi, chúng ta sẽ tạm thời rời xa kinh dị châu Âu. Chúng ta sẽ đến với Slitherhead, một sản phẩm sắp được ra mắt của Keijiro Toyama, cha đẻ của dòng game Silent Hill. Thật ra, thông tin về Slitherhead đã được ông Keijiro tiết lộ vào sự kiện The Game Awards năm 2021. Nhưng 2 năm rồi, chúng ta vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin gì về ngày ra mắt của tựa game này. Trong đoạn trailer giới thiệu, chúng ta sẽ thấy một thành phố bị đám ký sinh trùng càn quét, chiếm đoạt vật chủ một cách thô bạo. Và người chơi, tức là chúng ta đó, có lẽ sẽ phải bước trên một con đường khó khăn để quét sạch đám sinh vật đó, trả lại hòa bình cho thành phố. Và chỉ riêng phần đồ họa của trailer thôi cũng đã đủ làm không ít người cảm thấy phấn khích rồi. Ôi nào, nhà phát triển nó là cha đẻ của Silent Hill cơ mà, ít nhất phải vậy chứ. Nên là chúng ta có đủ cơ sở để kỳ vọng một cú hích chấn động của làng game kinh dị trong thời gian tới rồi. Killer Clowns from the Outer Space, The Game. Nếu từng xem video mà tôi nói về những con boss đáng sợ trong game kinh dị thì chắc các bạn cũng biết tôi sợ lũ hề và cực kỳ sợ chúng rồi đúng không? Và vì một lý do nào đó, đám này luôn làm tôi cảm thấy rợn gáy và cảm thấy một thằng hề là chưa đủ, nên TerraVision quyết định tạo hẳn nên một tựa game toàn rạp xiếc trung ương bằng cách đem vào cả đội quân hề. Và cảm thấy hề là chưa đủ sợ, nhà phát hành này còn thêm cái việc lũ hề này là một đám sát nhân được gọi với cái tên Killer Clowns. Trong trò chơi, đám hề này là những sinh vật ngoại tinh đã quyết định xâm lược trái đất. Và bạn cùng những người bạn của mình sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ trái đất khỏi chúng. Nếu bạn cảm thấy nghe nó quen quen thì đúng rồi đó. Đây là một tựa game có sinh tồn, tựa như Dead by Daylight đấy. Nhưng thay vì chống lại đám sát nhân, thì giờ đây kẻ thù của bạn là một đám hề. Và làm ơn tha cho mọi tôi đi, lại luôn. Tôi thà về với ông bà tôi còn hơn đối mặt với cái đám này. Nên là thôi mấy ông đừng có mà kêu tôi chơi con game này nha. Nha. Cannibal Hunt. Cuối cùng là một tựa game của sinh tồn khác với hai phe người chơi. Một phe sẽ làm thỏ, phe còn lại là những con quái vật cannibal cao liêu nga liêu nghiêu. Phe cannibal sẽ nhận nhiệm vụ săn đuổi phe thỏ, còn đám thỏ thì phải tìm cách bỏ trốn khỏi móng vuốt của cannibal. Nghe thì đơn giản, nhưng mà tôi nghĩ điều làm Cannibal Hunt đặc sắc đó chính là đồ họa của nó.
Cũng lâu rồi mà tôi mới thấy có một con game lấy bối cảnh rạp xiếc và mang đồ họa ga màu đậm chất những câu chuyện cổ tích kinh dị như thế. Nên nếu không chơi được Killer Clowns from Outer Space được game thì mà tôi nghĩ mình có thể chơi thử với Cannibal Hunt. Tuy hiện tại trò chơi này vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức, nhưng chỉ cần nhìn trailer cộng thêm bối cảnh thì tôi nghĩ bạn nào thích đề tài Dark Fantasy và Dark Circus thì nên cho nó vào wishlist để cùng chơi với hội bạn thân của mình nha. Mà tôi nghĩ là không phí đâu. Và đó là danh sách những tựa game kinh dị sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Bạn mong chờ tựa game nào nhất? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Và đừng quên khung giờ của Nhà Mọt vào lúc 19:30 thứ 3, thứ 5, thứ 7 chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.